Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích phoam theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: Bình an cho các con. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: Ở đây các con có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẫu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con, cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, vào khởi đầu thánh lễ hôm nay, chúng ta nghe bài ca nhập lễ trích từ Thánh Vịnh 65, mời gọi trái đất hãy tung hô Chúa, mời gọi mọi người hãy dâng lời ca tụng tôn vinh Chúa. Lời ca nhập lễ này đưa chúng ta vào bầu khí vui tươi của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh. Và bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại cho chúng ta lý do tại sao chúng ta cần phải vui lên vì Chúa đã phục sinh. Không phải chỉ vì Chúa đã phục sinh mà thôi, nhưng vì Chúa đã phục sinh, Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta sự bình an. Các tông đồ, khi biến cố, thương khó, cái chết của Chúa xảy ra, các tông đồ đã vấp ngã. Mặc dù trước đó, Chúa đã cảnh báo, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chúa muốn cho dự án của các tông đồ, dự án của mỗi người chúng ta khi theo Chúa, phải có chỗ dành cho mầu nhiệm thập giá. Nhưng các tông đồ, các môn đệ Chúa đã không hiểu, và khi phải đối diện với mầu nhiệm thập giá của Chúa, thì các ông đã sa ngã, đã chạy bỏ, chối Chúa hay phản bội Chúa. Nhưng Chúa đã phục sinh, và Chúa hiện ra cho các ông. Chúa không tỏ vẻ giận, không trách móc các ông, không nhắc lại những gì các ông đã lầm lỗi, đã sơ sót, nhưng Chúa ban cho các ông sự bình an cho các con. Chúa tha thứ cho các ông, và ban cho các ông niềm vui. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Đã nhiều lần chúng ta phải đối diện với mầu nhiệm thập giá của Chúa, và chúng ta đã chao đảo, chúng ta đã chạy trốn, ta đã chối từ, chúng ta đã sống nghịch lại với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Nhưng Chúa phục sinh vẫn luôn tha thứ. Chúa đến với mọi người chúng ta và ban lại cho chúng ta sự bình an, và mời gọi chúng ta, các con, hãy làm chứng về những điều ấy. Ước chi mọi người chúng ta, sau khi đã cảm nghiệm được sự bình an Chúa trao ban cho, sau khi cảm nghiệm được niềm vui Chúa ban cho, sau khi được xác tín lại một lần nữa, Chúa thật sự đã phục sinh,
và phục sinh lại trong cuộc đời mỗi người chúng ta, thì chúng ta cần phải làm chứng về điều này cho anh chị em. Làm chứng vì mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được nơi chính bản thân mình. Làm chứng như thế không phải là khoe khoang, nhưng nói lên lòng nhân từ của Chúa đối với mỗi người chúng ta như thế nào. Và cũng trong ý nghĩa này, công việc truyền giáo mà chúng ta gọi bằng là từ truyền giáo cũng không phải là công việc vinh danh cho mình là hơn những người khác, nhưng đây chỉ là một lời tuyên xưng nói lên lòng thương của Chúa nơi cuộc đời mỗi người chúng ta cho anh chị em. Đây là chia sẻ tin vui mừng, chia sẻ niềm vui mừng cho anh chị em. Xin Chúa phục sinh củng cố mỗi người chúng ta trong niềm vui phục sinh, trong đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh Tin Kính.